Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2023, kênh cập nhật giá mít Thái tại các khu vực để bà con mình tham khảo nha. Theo ghi nhận, tại khu vực Tiền Giang mít nhất 22.000, mít nhì 12.000, giá mít 3 là 7.000, kem rất lớn là 19.000, kem rất nhỏ là 8.000. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An, mít nhất là 21.000, mít nhì 11.000, mít 3 là 6.000, kem rất lớn là 19.000, kem rất nhỏ là 7.000. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang, mít nhất là 21.000, mít nhì 11.000, mít 3 là 6.000, kem rất lớn là 17.000, kem rất nhỏ là 6.000. Tại khu vực Vĩnh Long và Trà Vinh, mít nhất 21.000, mít nhì 11.000, mít 3 là 6.000, kem rất lớn là 17.000, kem rất nhỏ là 6.000. Tại khu vực miền Đông và Tây Nguyên, mít nhất là 18.000, mít nhì là 10.000, mít 3 là 4.000, kem rất lớn là 12.000, kem rất nhỏ là 4.000. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn. Tùy theo lái thì theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần mà giá sẽ có sự chênh lệch, thấp xuống từ 1 tới 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video, cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.